Chào mừng các bạn quay trở lại với gian bếp của Love Cuisine. Và trước mặt của Long thì những nguyên liệu rất là tươi, như là con cua đây vẫn còn sống và những nguyên liệu đi kèm. Thì ngày hôm nay thì Long sẽ chia sẻ cho mọi người một món ăn mà chủ đề của chúng ta sẽ là những món về tiệc. Và như các bạn đã biết là tiệc luôn là một nỗi đau đầu đối với lại tất cả những chị em phụ nữ. Lúc nào cũng phải là đau đầu suy nghĩ là chúng ta sẽ phải làm món gì và menu sẽ như thế nào, có bao nhiêu món. Thì ngày hôm nay Long sẽ hướng dẫn cho mọi người một món rất là đơn giản, có thể là sử dụng làm khai vị nè, cũng có thể là sử dụng làm một món chính. Và quan trọng hơn hết thì món ăn này vẫn đảm bảo được 3 tiêu chí của kênh ẩm thực Love Cuisine, đó chính là chi phí thấp, nguyên liệu dễ tìm và bồi bổ cho sức khỏe. Và món ăn mà ngày hôm nay mà Long muốn chia sẻ đối với lại mọi người đó chính là món bánh cua. Để thực hiện món ăn này thì chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau. Đầu tiên sẽ là cua. Cua thì các bạn chọn một con cua còn sống để đảm bảo được là cái phần bánh của chúng ta nó sẽ tươi và ngọt. Trứng gà, mayonnaise, hành lá, thì là chanh vàng, chanh xanh, bột nghệ, bột tỏi, bánh rít, bơ lạc, hành tím tỏi. Sau 5 phút thì chúng ta sẽ tắt lửa và đậy nắp lại, tiếp tục ngâm trong 3 cho tới 5 phút. Hành lá cắt nhỏ này thì một lát để cho trang trí lên trên món ăn. Đầu hành thì để trộn vào trong thịt cua, thì là thì chúng ta sẽ lựa ra phần lá. Rất là đẹp, màu cam rất là đẹp.
rib bằm. Ô tạc vàng. Một ít nước chanh. Một bánh rít. Này mình sẽ cho thêm chút xíu bơ vô. Đốt mà sau khi lật hai mặt rồi. Và như vậy là chỉ trong một khoảng thời gian rất là nhanh, chưa tới 30 phút kể từ khâu sơ chế nguyên liệu tới nấu nướng và trình bày ra thành phẩm, thì Long đã hoàn thành được một món ăn, đó là món bánh cua. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức món ăn này và Long sẽ chia sẻ cảm nhận. Mình sẽ kèm chung với là một ít sốt và một ít hành lá nhỏ nữa. Cái vị chua của mayonnaise rất là thanh nhẹ và khi kết hợp chung với lại đầu chiên á, ăn vào cả hai nó quyện vào nhau và nó tăng thêm được cái mùi thơm. Khi mà Long ăn cái phần bánh cua á, thì nó nhẹ nhàng cái vị của thịt cua nè, cái độ béo đến từ cái bánh rít và cái phần mù tạt của Dijon khi mà lúc đầu mình Long có đem vào tạo nên vị chua chua nhẹ. Và ngoài ra thì các bạn cũng có thể ăn kèm chung với lại một ít nước chanh. Miếng rất là vừa miệng và rõ ràng cái mình lắm dắt chanh vào, cái vị chanh nó sẽ làm dịu hết đi tất cả những cái phần sốt, dậy được thêm cái mùi thơm của phần thịt cua. Và các bạn có thể thấy là qua món ăn này, đặc biệt là đối với lại cái nguyên liệu chính của chúng ta đó chính là thịt cua, thì trong thịt cua các bạn biết được là cái lượng protein cũng như là cái chất đạm bên trong thịt cua rất là nhiều so với lại các thịt cá khác, và cái lượng protein này rất là dễ tiêu hóa. Và ngoài ra thì trong thịt cua cũng chứa nhiều chất khoáng cũng như là omega 3, magie, nó làm giảm đáng kể cái lượng mỡ bên trong máu và đặc biệt là giảm nguy cơ về các bệnh như là đột quỵ hoặc là trụy tim. Tôi nghĩ đây sẽ là một cái món ăn cực kỳ phù hợp cho chúng ta vào các dịp tiệc mà như chủ đề của chúng ta ngày hôm nay mang tới. Nếu như các bạn yêu thích món ăn này thì đừng quên subscribe kênh YouTube Love Cuisine cũng như là kênh fanpage Love Foodie của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những video clip hướng dẫn nấu ăn và chia sẻ những món ăn rất là gần gũi với lại gia đình của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.